Kế và hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi lâu quá chơi gì. Mình quân bí nè. Mạnh cơ liên quân. Cho anh xem, cho anh em xem vi phai nhàn rồi. Giờ ra chơi liên quân là gì nhỉ? Sao cứ dùng bát nữa nhỉ? Hôm nay nó quá đúng chứ mà. Có người nói là mùa này nó đang mưa yếu rồi. Mình cứ thích mình đi vậy. Về đã. An enemy has been defeated. Tôi tiếng Anh em xem. Double kill. Double kill rồi. Anh cho nào quả double kill. Để đứng ở đâu trong bảng? Tìm cứ về bảng nào ấy. Cut it out. Executed. Executed. An enemy has been defeated. Định phá trụ của anh á. Đâu có dế. Vẫn nhầm cơ hoành rồi. An enemy has been defeated. Oh, you have been defeated. An enemy has been defeated. À,
thế này có gì dư với con heo hả? Đâu có dễ ăn này nha. Ô, cái này không cả, vừa phát. Tới. Tốt lắm. Sao vậy? An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Đừng rồi, đừng đây. Chú đang ở đâu? An ally has been defeated. Oh, fuck. An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. Thôi thôi, mình về, em đi về. Trận này có nguy cơ cao là sẽ thua. Quyết ơi là quyết, anh đang đến đây. Ultimate. Chúng muốn cái gì vậy? Ở đây có Levit và Thên hả? Levit sẽ tí núp lùm này. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Ủa căng 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 rồi, căng rồi. Ủa rồi. Ui, ở đằng này này. Đợi anh hồi sinh anh ra với chú luôn. Anh lại sợ chú quá cơ ấy. Chú thích nhây và anh. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Executed. Con rồng quét sạch luôn. Này có lính hả? Tiêu diệt hết lính. Oh, cái em mất mạng.
Un gongo, un dim. Slicing and dicing. Attack! Attack! Feel the sun! Defeated an enemy! Oh, shit! We have been defeated! Oh, yung zombie team. Has been defeated. In the world. I feel a bit wounded. Onslaught. Nghe được chúng phải thu tính như nào? Nên luôn. Anh con mở BB rồi. Chắc rồi đầy gì nữa. Ultimate. Double kill. Quay nghe để chú, để chú, để chú nhá. Ui anh lên, anh lên, anh lên, em xin, em xin. Oh shit. Để chú ung kịp rồi. Ăn hên mà VP trận ạ. Tưởng anh John nữa nhỉ. Không thốt lên lời. Thương cả đội, lúc nào mình cũng thế. Em dùng Ari nữa. Trời ơi anh em ơi. Sắp mặt ngang rồi. Ok, hiện tại mình đang có 13.000 vàng. Theo anh em mình nên mua con nào nhất? Anh em để lại phần, để lại comment trước dưới phần bình luận nha. Xem mình nên mua con gì nhất. Mình đang đợi mạng nó căng đã. À đây, nó đang rồi. Đây, kiểu mới ra đây. Để lại phần bình luận nha, mình nên mua con nào nhất, mình có 13.000 vàng này. Các bạn trong game này nó vẫn ping xuống 460 luôn rồi, mạng đang lên rồi, mạng đang lên rồi. Rồi, mạng lại xuống rồi. Có mạng ghê đấy. Rồi, cái mạng nó ta căng, để cái mạng trong game nó căng thôi. Chào chào.
Đấy, đến giờ tạm dừng mấy lần. Ok, và mình sẽ dừng tập này tại đây nha. Nhớ để lại phần bình luận là mình nên mua tướng nào nhất nha. Bye bye. Chà chà chà.